Chào mừng các bạn đã đến với tôi, Jenny Trang Nguyễn. Và hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi với một hành trình mới. Hành trình có tên là The B&B Journey, tức là The Brief and Briefing. Sau một vài năm làm nghề, tôi đã thu thập cho mình được một cái bộ sưu tập brief khá là lợi hại. Kiệt tác thứ nhất trong bộ sưu tập Creative Brief của tôi có tên Về miền hoang dã, hành trình thám hiểm rừng rậm Amazon. Nó gần như không có lối thoát. Trên đỉnh Phù Vân, một cái hành trình bay bổng trên mây, cả thế gian trong túi. Khi mà mình muốn quá nhiều thứ thì mình sẽ có nguy cơ là mình không có gì cả. Kiệt tác tiếp theo, bắt tớ nếu có thể. Cứ đưa cái này, mình đưa cái kia, cái này nó lộn xộn, cái kia nó không có hệ thống, nó lung tung, nó bông luôn. Và cái hành trình đó là hành trình rượt bắt. Và nếu như bạn cũng giống như tôi, cảm thấy rằng mình chẳng có chút tự hào một chút nào hết khi mà mình sở hữu những kiệt tác như vậy, thì chào mừng các bạn đến với khóa học của tôi, The B&B Journey, hành trình Brief and Briefing. Trong hành trình này, chúng ta sẽ bao gồm hai chặng đường. Chặng đường thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những gì mình cần phải biết về một bản Creative Brief. Và chặng đường thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm hứng và những thứ có thể dẫn mình đi cái hành trình Creative Brief một cách tốt đẹp nhất. Thành bại của một campaign đó, nó quyết định rất là nhiều từ bản Creative Brief. Vậy thì các bạn muốn điều gì? Tiết kiệm thời gian cho mình để làm cái brief dài ra và có những giải pháp sáng tạo không hiệu quả, hay là các bạn muốn đầu tư một chút xíu, dành một chút xíu thời gian cho một cái brief để cho cái brief nó ngắn lại, cho chúng ta có được những cái giải pháp hiệu quả? Sự lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn.